Các bạn, đây là chiếc camera siêu nhỏ V100 nhé. Đấy, đây là mắt camera này. Mắt camera siêu nhỏ luôn. Các bạn quay lén ở đâu cũng được. Đó, chiếc camera này có thể xem trực tiếp trên điện thoại luôn. Sau đây mình sẽ test hình ảnh cho các bạn. Đây, nó dùng ứng dụng là Look Cam nhé. Đây. Đây, độ phân giải của nó là 1080 nhé. Mắt cam siêu nhỏ hình ảnh Full HD luôn. Đó.